Em còn ba con trà mào chim bảy đấu, nhưng mà chim này thì tướng nó cũng chung chung chim thôi. Thì chim này em sẽ bao trống trọn đời cho các anh. Thì hôm nay em sẽ rao cái giá xuống, giá rất là mềm luôn. Em sẽ bán giá là 300 ngàn thôi, chim bảy đấu. Em sẽ quay sát lại cho các anh xem ha. Chim là chim bảy đấu nha mấy anh nha, nhưng mà do là chim Đắk Nông thì nó không có bự con, nó chỉ có chung chung chim thôi. Em bao trống cho các anh thì em sẽ bán giá chỉ có 300 ngàn thôi. Nói chung là em làm thương mại cho nên là những cái con chim gì nó có tồn động thì em sẽ giải quyết cho nó thật là nhanh hơn. Nói chung là không có tiền để mua chuối cho nên là bán nhanh, bán lỗ bán sổ luôn. Yếm khích ha, yếm khích mồng rất là đẹp luôn, nhưng mà do là nó chung chim thôi. Hey, hãy nhấn vào đăng ký để theo dõi. Cảm mọi người, hôm nay cuối tuần rồi, ảnh hưởng gió bão rất là nhiều cho nên chim cò nó cũng không có được là nhiều ha. Thì hôm nay chỉ có hình như là bảy than đất thôi, bảy than đất với lại hình như là hai sơn ca bảy lục nha, với lại mấy con lợn, với lại mấy con chim vàng anh thôi. Chim cò thì mấy anh cũng biết rồi, mưa gió ảnh hưởng của bão cho nên là thợ đi rừng người ta cũng không có bẫy được nhiều chim. Này em ra than đất trước. Bé than đất này rất to nha. Đây là than đất mép nha mọi người. Cái giá than đất mép là 100 ngàn một con. Giá rất là bình dân luôn. Hôm qua hôm nay em đang bị cảm cho nên cái giọng nói của em nó cũng hơi khác một chút xíu. Thời tiết như thế này nó đang giao mùa cho nên là người mình nó rất là dễ là bị cảm cúm. Cho nên anh em nào mà muốn không bị cảm, không bị bệnh vặt thì nhớ bổ sung C nhiều vào, uống nước cam, ăn nước cam và nhiều vào. Em cũng ăn nhiều lắm nhưng mà vẫn bị đâu, vẫn bị. Bé này bông, không biết bông hay là phân đây nè. Đây chắc phân quá chứ không phải bông đâu. Sáng hôm nay đi lấy chim mà trời giống như là gần Tết vậy. Trời rất là lạnh. Hay là do em đi sớm, quá sớm. 5 giờ sáng em dậy em đi lấy chim rồi. Rất là gió và rất là lạnh. Cho nên cái giọng nói bữa nay nó cảm luôn này. Cái lát chưa trưa nắng nó lên thì giọng nói lại trở lại bình thường. Chim mép này như chim thuyền luôn ha mấy anh ha. Đỏ lòm, còn lông phèn luôn. Móng đầy đủ hết ha mọi người ha. Chim bữa này rất là ít, ảnh hưởng gió bão, đang giao mùa cho nên là rất là gió. Bé này có cái vảy trên đầu nữa.
đuôi chưa đủ, nó kẹp không? Khỏe rất là to nhưng mà bên này thiếu 2-3 cọng, bên này cũng thiếu 2-3 cọng. Đây là con chuyền luôn nha mọi người nha. Chim này là chim mới hoàn toàn 100%, chim chưa vô cám nha mọi người, chim mới 7. Chim chưa vô cám. Em coi sơn ca này, sơn ca bẫy lục. Sơn ca bẫy lục thì rất là mau chơi nha. Tiệm người ta bán sơn ca mà người ta bao trống cho mấy anh thì cũng 250-300 ngàn một con rồi, nhưng mà chim đó là chim bẫy lưới nha mấy anh nha. Chim bẫy lưới rồi người ta về người ta lựa lại, người ta bao trống cho mấy anh. Còn cái này là chim, này là chim bẫy lập. Chim bẫy lập thì chắc chắn nó là trống, và cái thứ hai nữa là nó sẽ có lợi thế hơn những cái con chim bẫy lưới, là mình nuôi nó sẽ rất là nhanh hơn. Và cái điều đặc biệt nữa là nó rất là to. Đây, to như con thanh tước vậy, rất là to ha. Đây, con này nó lên đầu rất là đẹp nè. Cái mồng này nè, nó lên nè. Đó. Rất là to nha. Chim mà bẫy lưới thì nó giống như chim chào mào vậy, nó nhỏ lắm. Nó nhỏ con lắm, tại giống như y như là bẫy lưới của chào mào thì các anh cũng biết rồi. Những con chim mà bẫy lưới như vậy thì nó không có được to. Còn những cái con chim bẫy lụp như thế này thì đa số là những cái con đầu đàn, nó sẽ vô nó đá lụp trước đó, cho nên là những cái con đầu đàn thì luôn luôn nó sẽ rất là to ha. Cái bé này mặt rất là ác. Rồi hôm nay sơn ca này em sẽ bán giá là 350 một con nha, 350 ngàn nha mấy anh nha. Đó, chim mà 350 ngàn thì nó sẽ có cái gì, nó khác với chim 250 ngàn là chim bẫy lụp và chim bẫy lưới đó, nó là như vậy. Rồi, cái dòng sơn ca này nuôi thì nó cũng rất là đơn giản ha, mình tập cho nó ăn cám rồi ăn sâu rồi ăn kê ha, rồi cho anh ăn mực nữa. Anh em nào mua sơn ca em tặng cho anh ăn mực. Một bé rồi. Mua chim coi chừng lộn cái con dạ ca nha. Con dạ ca thì cái chân nó không có như thế này nha. Con sơn ca chính hiệu, rất là to, xòe. Sơn ca bẫy lục là nó phải như này nè.
bốn con chim, không biết là bốn con chim gì. Đây, vàng anh gáy đen rất là to, chim trống nha. Đó. Là lên ha, vàng anh gáy đen. Đó, vàng anh gáy đen nó ăn trái cây nha mọi người, trái cây mà mình tập cho nó ăn cám, cho ăn đu đủ, ăn chuối, ăn sâu nó cũng ăn. Xòe rất to. Bằng anh gáy đen truyền trống. Nó đang kêu bậy. Đây con chim cu. Rất là to nhé. Mì nóng giòn nè. Chim này em sẽ bao trống cho mấy anh nha. Chim bẫy lục. Không đúng một con. Cái giá là 350. Còn vàng anh là 450 nha mọi người. Đây là con chuyền trống luôn nha mọi người. Vàng anh mà các anh phân biệt trống mái thì nó rất là dễ ha. Cái mỏ nó đỏ như thế này đó là con trống, còn cái mỏ mà nó đen, khi mà con chim già mà cái mỏ nó đen như thế này là con mái, còn con này con chim chuyền ha mấy anh ha. Đây. Cái gì đã chích về lửa. Lửa mái mép. Lửa mái mép ha. Đây. Lửa mái mép này giá là 200.000 nha mọi người. Chống này, cầm vô thấy nó to to. Đang ra lông ống. Và lửa chống mép thế này là 350 nha. Bé này mà các anh về các anh nuôi kích trống rất là tốt này.
rất là đẹp ha. Rồi, ok, giá thì em cũng có báo rồi ha. Anh em nào mà mến em thì có thể gọi điện thoại cho em, cái số điện thoại cũng như là cái địa chỉ em sẽ để ở bên dưới cái góc màn hình nha mấy anh nha. Rồi, bye bye, xin chào, hẹn gặp lại tất cả mọi người. Chúc tất cả mọi người một cái ngày cuối tuần thật là vui vẻ. Bye bye. Hãy nhấn vào đăng ký để theo dõi.